À, từ từ anh ạ, vâng. Thưa với cảnh chào cả nhà nhé. Hôm nay chia sẻ của gia đình có hai cây dưới nằm tán rồi rất đẹp này. Đấy, anh đo em cái vành giữa thân này. Cây này nó cao tầm khoảng 6 mét thôi. Tán này. Đấy, anh đo giữa giữa đây xem. Các bạn nhìn, anh đo anh nào. Dưới này làm 120. Vành 120. Anh đo em từ dưới gốc lên cái chỗ tán đầu tiên nó bao nhiêu? Không cần chính xác lắm. Cái này đúng là đào là phải làm lại đường. Đẹp nhỉ. 150. Tán mét rưỡi rồi. Rồi, cây chỉ cần đo thế. Anh chỉ cho một cái lửa tán là bao nhiêu, cái tán cái vòng tròn này viết ngay là nó. Mét 2. Mét 2, 2 mét 4 với ấy nó vào 2 mét 6. Vào 2 mét gần gần 3 mét. À, tán này 3 mét rồi. Tán này quá 3 mét rồi. Cao thì 6 mét, hơn 6 mét. 6 mét. 6 mét rồi. Tròn xe nhỉ, cắt cắt nó mỏng mà nó rõ nét ra kia này. Cái này tỉa từ đấy còn tròn nữa. Cái này về gần gần cái làm là ví dụ năm tháng năm là năm con hổ, chụp lấy cái ảnh con hổ để treo vào đây. Sau này làm năm con hổ. Cái này nếu mà tính tuổi thì được đôi chục năm chưa anh? Cái này tính tuổi á. Anh đo cái bẹ của em, cái bẹ gốc cái nhỉ, bẹ gốc 25 năm rồi chứ. 25 năm, anh ơi, anh đo cái bẹ gốc tương đối to anh nhỉ. Cái bẹ này còn to hơn đây. Đấy, đo thì chỗ này này. Đấy, anh đo thì trông cái bẹ to. Đo đo nào, đo đây á. À, không, đo vòng tròn như nãy đấy. À, đo vòng tròn đấy. Đấy. Cái này nó thuộc tổ, cây tổ xung quanh các bạn nhé. Đấy, đo xuống dưới tí xem này. Rồi, đấy, đo chỗ đấy rồi, không cần phải đo sát gốc rồi. Vẫn thế. 120. Rồi, vẫn dành rất 20. Điều kia là, rồi, ok rồi. Phát. Cây rất sạch sẽ nhá. Cái này gốc để mình tỉa nó đi. Lá nhỏ nhá. Này, cái quan này. To cao quá. Cái này đẹp rồi. Đó, VIP này. Này về cắt nó như kiểu bánh, cắt độ cao của nó bằng nhau. Rồi lá này là lá nhỏ thôi, mịn rồi. Nhưng mà cắt nó. Định tỉa cho nó nhỏ đi nhưng mà luôn. Mà không có cái dụng cụ mà đứng ấy. Nó phải có cái thang. Có cái chữ A thang. Bây giờ là tỉa nó mới đẹp. Nào mua mượn mà ông thợ thịt con gà thật ngon ấy, cắt nửa ngày xong. Một ông chuyên tỉa thì hôm qua chôn mất rồi. Nào, cây thứ nhất nhá, cây này cao đẹp quá nhỉ. Ok. Rồi. Cây thứ hai anh ơi, anh mở cổng vào xem cây thứ hai. Cây thứ hai này cái chiều cao nó cũng tương tự thôi. Cái gốc của nó không một thân như cái kia đúng không? Bé hơn cái kia thì. Không một thân là lên cái kia, chiếc này trâu nó hút. Trâu nó hút. Đấy. Anh cứ vào đo hộ cái vành gốc với cái thoát này, cái này nó thấp hơn. Cứ đo như thế thôi. Cái này to lắm đây này, cắt đi mà đấy rồi. Cái này nhưng mà đất chỗ này có dễ đánh không nhỉ? Đánh lắm, đất này dễ đánh. Cây tử. Anh cứ cố gắng đo cái vòng tròn chỗ này thôi, cho người ta khách hàng người ta. Đó, không cần gì. Các bạn nhé. Cái này lại muốn chóp cắt làm ba thôi thì mua rồi. 100 tròn à? Anh đo xem có được thoát có đúng mét rưỡi nè. Đo từ gốc lên cái tán chẳng tầm kia thì nó cân như đôi kia chơi cả đôi. Gặp. Rồi ok thế được rồi. Cái này còn đẹp hơn cái trên kia, để cho là mình ấy thôi. Cái này đẹp hơn à? Ờ. Lá rất nhỏ. Không có thời gian đấy ông nợ. Rồi, tỉa đi lá nhỏ lắm các bạn nha. Già lắm nha. Ờ, già thì già lắm hồ. Đẹp
Vở diễn bây giờ rẻ này, đây vở diễn phải không? Vở diễn bây giờ lại hết thời. Sao rồi chưa được bán nhỉ? À chưa chứ, đúng không? Chưa, mình lâu rồi. Kín đi. Năm ngoái mình có anh đi đào đất anh Thành ở Nhật Tiến, ông người trong này đấy. Mà không ăn thua, năm ngoái mất mùa. Ông chuyên đào cây nhưng mà những cây này thì phải thợ khác, phải thợ thanh niên cơ. 4 năm thợ mới đào được cây dưới. Nó đào nó tốn nhiều công. Thành ở bên Tiến kia. Thành ông chuyên đi đào cây cho mình ấy, đào cây bé thôi. Ở trong Nhật Tiến nhé. Đấy, chia sẻ. Đây mình sẽ hỏi báo giá cho ấy nhá. Đấy là mua cả đôi này về để cơ quan này, gia đình này. Đẹp lắm, cắt tỉa nữa. Đấy, cách nhà mình 20 cây các bạn nhé, cách thị trấn. Giờ trông cái cháu gái nó trẻ, nó suốt ngày nó làm thế này, nó trả thời gian nó chụp ảnh đi. Thôi cứ thế nhá. Rồi ok rồi, về ghi cái số điện thoại của mình vào đây. Em nào thích thì biết, mình có khách thì mình giới thiệu cho. Ok nhá, đăng ký kênh ủng hộ mình nhá.